Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 12 tháng 2. Nhận định bóng đá, Thanh Hóa với SHB Đà Nẵng, 18 giờ ngày 12 2. Thanh Hóa có nhiều lợi thế hơn so với SHB Đà Nẵng trong cuộc chạm trán này. Vì thế, đội bóng xứ Thanh được đánh giá cao hơn so với đại diện bên bờ sông Hàn. Phong độ gần đây, Thanh Hóa với SHB Đà Nẵng. Thanh Hóa đã có khởi đầu khá thuận lợi khi giành 4 điểm trước Khánh Hòa và sông Lâm Nghệ An. Trong đó có chiến thắng trên sân Khánh Hòa. Con số thống kê ấy cho thấy đội bóng xứ Thanh vẫn là đối thủ rất khó chơi và hứa hẹn sẽ có thể trở thành ngựa ô trong cuộc chiến ngôi cao. Trong lúc đó, SHB Đà Nẵng tiếp tục khởi đầu không tốt như ở mùa giải trước khi chỉ có một điểm sau hai trận. Lý do khiến cho đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng chưa có điểm số như mong đợi là một số cầu thủ trụ cột như Onsen, Mauricio bị chấn thương. Các chân sút vẫn chưa thể hiện được phong độ cao. Rai Rigo chỉ là cầu thủ chim mồi chứ không phải là ngồi nổ, có thể đem đến những bàn thắng. Với phong độ ấy nên diễn biến trên sân của cuộc đối đầu này được dự báo nghiêng về thanh hóa. Không chỉ có phong độ ổn định hơn, đội bóng xứ thanh còn có lợi thế sân nhà. Đó là thách thức không nhỏ đối với SHB Đà Nẵng. Để có điểm, đội khách trước tiên cần phải tập trung cao độ, cũng như đòi hỏi hàng công phải mạnh mẽ hơn. Trong hai trận vừa qua, SHB Đà Nẵng đã hóa giải lối đá của sông Lam Nghệ An hay Nam Định thành công nhưng lại để thua ở một số tình huống mất tập trung trước sông Lâm nghệ an minh tuấn ghi bàn giúp cho đội nhà gỡ hòa nhưng gặp nam định hàng công bất lực nên thua trận dù kiểm soát hoàn toàn trong hiệp hai đây chính là mấu chốt để đoàn quân của ông phan thanh hùng hy vọng có điểm trong chuyến làm khách trên sân thanh hóa nếu chơi tập trung có tính kỷ luật cao như ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên phan thanh hùng đặc biệt là hàng công phải biết ghi bàn SHB Đà Nẵng sẽ có điểm. Ngược lại, Thanh Hóa sẽ có chiến thắng một khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Trận thắng gần nhất với tỷ số 3-0 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà được coi là liều đau binh cho chủ nhà, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh đối với đội khách. Thông tin lực lượng Thanh Hóa với SHB Đà Nẵng Minh Tuấn SHB Đà Nẵng bị chấn thương, nhưng không nghiêm trọng. SHB Đà Nẵng đăng ký Mauricio thay thế cho Ainton. Thanh Hóa giữ nguyên, lực lượng ngoại binh, đội hình dự kiến, Thanh Hóa với SHB Đà Nẵng. Thanh Hóa, Thanh Diệp, Minh Tùng, Sĩ Nam, Gustavo Santana, Thái Bình, Hữu Dũng, Trọng Hùng, Thành Long, Amit, Bruno Cá Nhen, Thanh Bình, SHB Đà Nẵng, Văn Biểu, Hoàng Quảng Duy Cương, Anh Quang, Quang Vinh, Ngọc Toàn, Minh Tâm. Onsen, Đinh Duy, Phi Hoàng, Rodrigo. Dự đoán tỷ số: Thanh Hóa thắng SHB Đà Nẵng 1-0. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.